lagi-lagi Adisak menjadi target man, tapi memang belum terlalu akurat dan belum terlalu membahayakan. Jadi kerja keras tuh. Gekeng! Bóng vẫn đi đúng. Xử lý đến từ Akanipatya. Nhìn thấy cú sút xa đến từ các cầu thủ Thái Lan và nó gây ra được dành cho các nhà đương kim vô địch. Buramet là người đã có một pha đo đà rất kỹ cho thủ đô của Sasalak bằng một pha đốt lưới. Và pha đánh đầu của Pansa. Tính cho tới lúc này thì các cầu thủ bàn thắng thứ 3 thì vẫn chưa tới với các cầu thủ Thái Lan.